quay sang phần tỉnh Trà Thành lại này thì chị xóa đi, xóa đi, tại vì đang sai thì mình xóa đi cái đã, sau mình lập này, lập lại này, em bấm thêm này, chọn năm nay nhá, được chưa? Năm nay xong nhấn chị chọn đây này, đây này, thấy chưa? Ừ, xong rồi loại công trình ở đây này, em chọn là sửa chữa này, đấy, thấy chưa? Chị phải tách ra hai kỳ tỉnh Trà Thành riêng biệt với nhau ấy. Đấy, ví dụ như sau này khi muốn phát triển ra các công ty, em lại có thêm mảng xây dựng này, mảng dịch vụ cho thuê ấy, đúng không? Thì em cũng muốn phân tách nó ra thì em chỉ tạo ra năm một một ba một hai ba ấy, mỗi loại ấy, là một doanh thu mỗi loại và trả vốn, xong rồi bắt đầu mới tạo loại ra ấy, cho thuộc loại nào, thì sau đó khi tập kỳ tỉnh Trà Thành ấy thì mình sẽ chọn theo loại ấy. Đấy, và ở đây ấy, mình sửa lại đây là sửa chữa, giá thành sửa chữa, sửa chữa trước này, thấy chưa? Giá thành từ 1 tháng 1 cho đến 31 tháng 12, ví dụ thế nhá. Cất. Sau khi mà lập cái kỳ này xong thì mình phải lập thêm một kỳ còn lại nữa, đúng không em? Chọn này, rửa xe này, đó, nghe chưa? Chọn này, rồi đây là rửa xe. Thực ra ấy, trên giáo trình thì đang để chi tiết đấy, nhưng mà kiểu như trên thực tế ấy, thì các bạn ấy rất ít khi xuất về phần rửa xe lắm, không có đâu, chỉ hầu như là xuất sửa chữa thôi. Rồi thế bây giờ sau đó sang đến chữ quy trình đây này. Quy trình thì ví dụ như phần mềm nó đang để con chuột ở phần giản đơn ấy thì mình phải để nó ra ấy, phần công trình, em hiểu chưa? Ừ, xong rồi nhấn chữ phân bổ chi phí đây, nhấn đồng ý. Thế thì ở đây mình sẽ phân bổ 100% chi phí ấy theo cái gì? Theo nguyên vật liệu. Theo nguyên vật liệu thì cũng không ổn lắm đâu, bởi vì là nó không đều. Thường ấy là gì, nguyên vật liệu, bởi vì có những cái mã sửa chữa lại không có vật tư, mà mình lại đi phân bổ theo vật tư ấy thì không không chuẩn. Mà đối với dịch vụ thì chị hay chọn là phân bổ theo doanh thu, tức là doanh thu càng lớn thì các cái sản phải chuột sao chép này, tức là doanh thu càng lớn thì sẽ được hưởng cái chi phí chung rồi này vào ấy, càng lớn với phân bổ ấy, thì nhấn phân bổ này. Đấy, em thấy đều không? Bởi vì thực ra nhá, ai cái mã nào của em ấy mà ở bên phần bán ra chi tiết lúc nãy chị nói ấy, đầu buổi ấy, chị có bảo em là hãy vào đó để kiểm tra xem mình có thiếu cái mã công trình nào không, nếu thiếu thì bổ sung vào, vì nếu thiếu cái mã công trình thì ở đây sẽ không lên được ấy, không lên được đâu. Nhưng riêng cái này này là em tạo thừa, chị chắc chắn luôn cái này là tạo thừa, chắc là lúc đầu tiên chị cho ví dụ ấy. Đây, cái này tạo thừa này, tạo thừa có nghĩa là gì? Mình tạo ra nhưng mình không sử dụng, mình không gắn vào bán hàng của công ty nào hết, em hiểu không? Ừ, cho nên nó không lên thôi. Còn nếu mà đã gắn vào công ty chắc chắn sẽ được phân bổ, sẽ được chia chi phí. Như vậy tổng chi phí chung của mình là 106 triệu 404.283 được phân bổ đầy đủ vào đây. Tuy nhiên chỉ nói này, vì cái công ty của em là dùng theo làm theo thông tư 200 thì chỉ có hai để phân bổ chi phí. Một là sẽ tách tất cả các cái tài khoản 621, 626, 627 làm ra hai nhánh nhé. Ví dụ 6211 hay là 6212. À, nhưng mà vì trong quá trình chị hướng dẫn cho em, chị không tách cái 621 này ra, bởi vì chị cũng có ngầm ý cả đấy. Ở đến đây ấy, ví dụ như doanh thu của em là có tổng là 100 triệu, trong đó 80 triệu là cho sửa chữa, còn 20 triệu là cho rửa xe đi, thì ở đây chị cũng sẽ phân bổ theo doanh thu luôn, em hiểu ý chưa? Phải chuột sao chép luôn đó, chứ mình không muốn, chị không muốn tách lô nhau 621 đấy, 1222 à, 622 12 nữa, là chị cứ cho tất cả vào một chi phí là 621, 627, rồi đến phần phân bổ chi phí đây là chị tự bổ cho mình nhé. Đấy, 30% về cho sửa chữa, 30% vào cho rửa xe, nhấn chữ phân bổ đây. Đấy, chị phân bổ lại nhá, có nghĩa là trong 106 này thì chị mới phân bổ cho lần này là 84 thôi, còn lại chị đợi để phân bổ kỳ cho kỳ sửa xe. Rồi cất. Sau đó thì bước tiếp theo là phải kết chuyển chi phí, bởi vì em đang dùng theo thông tư 200, đúng chưa? Cho nên sẽ có bước kết chuyển chi phí ở trên phần mềm như sau. Nếu như em dùng theo thông tư 2133 thì không có cái bước này đâu. Đấy, vậy bước này chính là đẩy tất cả đầu 621, 626, 627 chi tiết về 154 và 621, 626, 627 ấy, không có số dư cuối kỳ. Rồi đến đây nhấn cất cho chị. Cuối cùng đến đây phần mềm hỏi là
lỗi ghi sổ chứng từ 621 không chọn đối tượng thập hết chi phí thì thật ra là không ảnh hưởng gì hết, bởi vì ở đây chỉ là câu cảnh báo thôi. Đối tượng tập hợp chi phí là dùng cho công ty sản xuất, còn em đang tính trở thành dịch vụ ấy, không liên quan, cho nên vẫn đồng ý bình thường nhá. Rồi ok, như vậy là chị đã đi qua được một quy trình tính giá thành là cho kỳ thứ nhất rồi đấy, xác định này, kỳ tính giá thành này, tập hợp chi phí này, phân bổ kết chuyện nghiệm thu. Tiếp theo kỳ thứ hai năm nay chọn rửa xe đó. Rửa xe giá thành tất. Em thấy chưa? Nó chỉ có phát sinh thôi nhá, chứ không có đầu kỳ. Xong nhấn chữ quy trình đây này. Phân bổ chi phí này. Đồng ý này. Phân bổ theo cái gì nhỉ? Phân bổ theo doanh Doanh thu. thu. Phải ruột. Sao chép nhấn phân bổ. À, thế tại sao hai cái này lại không có nhá? Thì bây giờ chị xem nào. Đây là sửa chữa này. Đang lấy cả sửa chữa vào nhá. Tức là có nghĩa thế này. Cái sửa chữa này em lại chọn nhầm ấy. Ừ, đúng rồi, sang rửa xe. Thế còn cái này, cái mã này nhá. Tại sao lại không ra doanh thu, để chị đi tìm cho em này. Chứng minh nhá. Bằng cách này, chị Ctrl C cả đấy nhá. Xong, chị quay lại phần báo cáo này. Vào phần báo cáo bán hàng. Sổ chi tiết bán hàng. Em biết vì sao chị vào đây không? Chắc là cũng đoán được rồi đúng không? Phán đoán được rồi. Chị đồng ý. Chị lọc xem ấy là cái mã này nó có mặt đấy hay không, đúng không? Đây, đầu tiên là lọc 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 điều kiện loại trừ bớt đi, mình chỉ chọn 5113132 thôi đấy, đúng không? 511 và 7, 511 và 711 không liên quan đến giá thành. Đây chị phải thả vào đây này, đó em thấy chưa, không có đúng không? Tức là chị đang chứng minh cho em, chị biết là nó không có, nhưng chị chứng minh cho em là nó không có là thật chứ không phải sai, đúng không? Đấy, quay lại phần giá thành này, công trình phân bổ chung, rửa xe này, làm lại nhá, đồng ý này. Thì bây giờ còn 20% còn lại, tức là trong tổng số tiền 106 triệu này mình còn 21 triệu 208 ấy, phân bổ cho kỳ này, nhưng mình cũng sẽ nhấn phân bổ theo doanh thu nhá. Phải chuột sao chép phân bổ thì hai cái này thì không có mặt trong cái phần rửa xe đâu, chẳng qua là chọn thừa thôi nhá. Cắt rồi. Bước tiếp theo là kết chuyển chi phí, theo em ấy nó có lên nữa không? Có cái phần còn lại của cái phần rửa xe, tức là có nghĩa nó sẽ có hai lần kết chuyển chi phí, một lần là cho sửa chữa đúng không, một lần là chi phí cho rửa xe có bao nhiêu là tập hợp một lần nữa, chứ không nghĩ là kết chuyển một lần rồi thôi đúng không? Đấy, đến đây vẫn đồng ý bình thường. Đang ở cái chuyển chi phí này thì mình quay lại phân hệ giá thành ở chỗ này này, góc trái này này, đúng không? Đang ở đơn giản đơn thì mình chọn là công trình này, nhớ chưa? À, mình nhấn nghiệm thu đây, nhấn thêm lấy dữ liệu. Thế nhưng có vấn đề này, có một vấn đề, tự nhiên có một cái mã này, hai cái mã này có doanh thu nhá, đúng không? Có chi phí nhá. Đấy, nhưng mà nếu như thế này cũng không ổn. Thứ nhất chị phân tích doanh thu thì bé và chi phí ấy thì nhiều, mà trong khi đó nếu công trình xây dựng thì chỉ để ra ấy đúng không, nhưng mà như em ấy, như cái này của mình là về công ty sửa chữa ô tô, không nên để chi phí rời ra. Tất nhiên là trên thực tế thì cũng có nhưng mà nó ít lắm, tại vì mình chỉ sửa chữa trong vòng 1-2 ngày ấy là hoàn thành rồi, là trả cho khách rồi, chẳng ai đi để rời ra cả. Thế nên là nếu phát sinh trong cái công ty sửa chữa ô tô như thế này là không hợp lý rồi. Như thế này thì chị lại phải đẩy bớt cái chi phí của cái phần rửa xe ấy về cho cái mảng sửa chữa nhiều hơn. Đấy, chị bớt đi. Bởi vì thật ra doanh thu của rửa xe quá ít, 8 triệu thôi, 8 triệu 9 thôi. Thì chị chỉ đẩy khoảng tầm 7 triệu phần chi phí thôi. Thế thì bây giờ chị em mình sẽ đi tìm hiểu nguyên nhân tại sao SC này, hóa đơn 3267 này. Nha. Em ghi cho chị ra đi. À, ghi chú này. Mã chữa này 3267, 3267 nhá, 3263 thì hơi thừa chứ không nói,
còn 3, 2, 6, 7 này, sửa chữa, đúng không? Yeah. Rồi mình đi ra đi. Bây giờ chị đi tìm hiểu. Đến đây là chị, ví dụ chị có giả sử chị không nghiệm thu đi chăng nữa nhá, thì cũng không được, chị dừng cái đã. Quay ra chị vào phần báo cáo này. À không, chị vào phần tìm kiếm nhá. Có rất nhiều cái cách để sử dụng phần mềm tìm kiếm này. Đầu tiên chị cập nhật thông tin, cập nhật thời gian về mặt ngày tháng trước, cập nhật nhá. Tức là chị tìm trong năm 2023 này, cập nhật này. Chị nhấn thêm, chị tìm cái gì? Chị tìm cái mã công trình. Công trình đây này. Công trình giá trị bằng, điều kiện là bằng nhá. Giá trị là 3267 đúng không? 32 này, 67 này. Đó. Cập nhật này. Tức là tìm một điều kiện xong thì nhấn cho chị cái chữ cập nhật một cái. Đấy, nhấn tìm kiếm này để chị xem à cái mã này vẫn có phát sinh chi phí và lại không phát sinh doanh thu là vì sao? Đây, có em bị sai này, em có làm nhưng em không ghi sổ. Đúng không? Chị phân tích này, ở đây thống kê ở đây vẫn có nhá. Nhưng em không ghi sổ này. Vì sao em không ghi sổ được là do em lại bấm kiêm phiếu xuất kho ở đây là em sai, thì em phải nhấn sửa này. Nếu trên thực tế cái hóa đơn này không có đi đúng không, thì em phải xóa hẳn đi, mà không thì em phải đấy, đầu tiên em phải bỏ cái kiêm phiếu xuất kho nhá, bởi vì của em là dịch vụ bán hàng mà, dịch vụ liên quan đến kiêm phiếu xuất kho, công ty sản xuất hay công ty thương mại thì bấm vào kiêm phiếu xuất kho. Thế của em thì đang thừa, cho nên bây giờ nếu như vậy thì em phải xử lý nó về là ghi sổ cho chị nếu hóa đơn này tồn tại. Còn hóa đơn này không tồn tại thì em bỏ ghi ấy, xóa luôn, chứ không để kiểu dở ra ấy như thế này nữa. Rồi ok, vấn đề thứ nhất được giải quyết nhá. Đó là có một chứng từ của em không ghi sổ đó, cho nên là bây giờ quay sang à em hiểu nguyên nhân rồi đúng không? Có nghĩa là tức là vật tư ấy, xuất ra cho công trình ấy thì vẫn chọn, tất nhiên là nó vẫn có chi phí ấy, nợ một nợ 621 có 152 ấy. Sau khi chị kết chuyện nợ 154 có 621 thì nó vẫn lên giá giá vốn cho cái mã công trình này, nhưng nó thiếu doanh thu bởi vì doanh thu em không ghi sổ thôi. Em hiểu không? Nghĩa là chi phí thì em vẫn đẩy đều cho cái đây này, xuất kho này. Thấy không? Đó. Thế bây giờ sau khi chị tìm ra được cái lỗi này, em thấy không? Cũng nghĩa là mình làm quen là mình sẽ hiểu ngay được vấn đề ở đâu và thao tác như thế này. Và để được điều này thì em phải nghe lại toàn bộ hệ thống video chị giảng cho em ấy. Em làm đi làm lại và em tự suy luận vấn đề, nhưng chị thấy đang đăng bày cho em ấy cái cách kỹ năng đấy, tự nhiên chị bảo là à cái lỗi này sai là vì nguyên nhân này, nguyên nhân này thì phải sử dụng cái tiện ích nào trên phần mềm ấy để mà làm. Thế tại sao chị lại không dùng tiện ích khác, chị không vào báo cáo tài chính, chị không đi vào các tài khoản để chị tìm? Không thể tìm được, bởi vì nếu tìm như thế thì nó chỉ lên được cái phần ghi sổ thôi, còn phần ghi sổ nó không lên, cho nên mình phải vào phần tìm kiếm để tìm. Khi xử lý xong vấn đề rồi thì quay lại phần giá thành. Đấy, bây giờ mình mới quay lại phần công trình nghiệm thu này. Nghiệm thu lại nhá. Em thấy không? Lên luôn. Lên luôn. Nhưng mà lúc nãy phân bổ không chính xác, bởi vì lúc nãy cái mã này ấy, chưa được lên. Cho nên là không chính xác, chị quay lại phần giá thành đây. Đó, chị mới phân bổ lại chi phí cho nó, cho cái rửa xe này này, doanh thu nhấn phân bổ. Đấy, em hiểu chưa? Có nghĩa là chị bấm phân bổ lại để cho cái mã 3267 chị vừa mới lôi lên đấy, chị vừa mới ghi sổ lên thì bên này mới ghi nhận là có doanh thu thì mới được có chi phí. Em hiểu không? Rồi, đến cất. Sau đó bắt đầu ấy có cách chuyển lại không nhỉ? Không cần, không liên quan, bởi vì là cách chuyển rồi. Lúc này mình chỉ sửa cái phần bán ra thôi, đúng không? Cho nên không cần cái chuyển lại nữa, và mình sang phần nghiệm thu lại, bởi vì lúc nãy bản thân chị cũng chưa nghiệm thu. Nhấn thêm lấy dữ liệu đấy, em thấy không? Thực ra lúc lúc nãy thì lúc nãy thì tưởng là thừa chi phí, nhưng bây giờ thì đang thiếu ấy. Bây giờ mình chọn này, đồng ý này, và đây em sẽ chọn là tương ứng là tài khoản 632 với hai, như chị phân tích ngay từ đầu ấy, chị tách ra 63231 là cho sửa chữa ô tô, còn 63232 nhá là cho dịch vụ rửa xe, nghe chưa? À, em nhấn cắt đây, và chị đã giảng cho em về quy trình tính giá thành ấy từ đầu đến cuối,
À, bây giờ đầu tiên có bước thứ nhất này, xác định tiền tỷ nhà thành này, tập hợp chi phí trực tiếp này, phân bổ này, quyết chuyển nghiệm thu. Trong đó những bước nào là bước cần phải chú ý, bước nào cũng phải cần chú ý, nhưng khi xóa thì em phải xóa ngược này, nghiệm thu xóa trước này, đúng không? Rồi đến xóa kết chuyển này, nhưng không cần xóa phân bổ bởi phân bổ chỉ là một cái thao tác thôi. Và xóa kỳ tỉnh nhà thành, khi làm đi thì làm 5 bước, khi xóa thì xóa nghiệm thu, kết chuyển và xác định kỳ tỉnh nhà thành ấy, xóa 3 bước.